Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video, đó là 6 dấu hiệu cho biết một người đồng giới thích bạn. Đôi khi thì chúng ta cũng sẽ lờ mờ có những cái cảm nhận về tình cảm của một người bạn dành cho chúng ta, một người nào đó mà cùng giới tính với chúng ta. Nhưng mà vì là đồng giới nên là chúng ta không thể chắc chắn được, chúng ta cũng không biết được là thực sự thì họ có thích mình hay không. Và vì thế đôi khi thì chúng ta cũng rất là khó để có thể nhận ra được tình cảm của họ ấy. Vì vậy video ngày hôm nay thì mình hy vọng rằng sẽ giúp các bạn có cái nhìn khác hơn về mối quan hệ này, và cũng như là giúp các bạn trong cộng đồng LGBT có thể thể hiện được tình cảm của mình, có thể nói ra được cái tình cảm của mình ấy. Vì mình biết cũng có rất nhiều bạn cũng đã comment hay là gửi tin nhắn cho mình là rất nhiều bạn đã bị rơi vào tình trạng kiểu friend zone ấy. Mình ấy thì mình là một người rất là ủng hộ LGBT, và mình đã từng 2 năm làm MC cho chương trình Hà Nội Pride. Thêm nữa thì bạn bè mình thì cũng khá là nhiều người trong cộng đồng LGBT, nên là mình cũng có thể hiểu được ấy. Đây sẽ là những dấu hiệu mà chúng ta có thể áp dụng cho cả nam và nữ nhá. Và nếu như các bạn thích những cái chủ đề như này thì mình sẽ làm những video riêng hơn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với dấu hiệu đầu tiên của một người đồng giới thích bạn, đó là ngại ngùng khi ở cạnh bạn. Ở đây nha, nếu như các bạn nhận ra là cái đứa bạn của bạn ấy ban đầu thì nó rất là hồn nhiên vô tư, thậm chí là kiểu rồ rồ điên điên khi ở cạnh bạn, nhưng rồi tự nhiên một ngày bạn nhận ra rằng là nó kiểu tính cách cực kỳ kỳ lạ lạ khi ở cạnh bạn ấy, kiểu tự nhiên ngại ngùng rụt rè đồ, không có thoải mái khoác vai bá cổ như ngày xưa nữa. Kể cả cái cách nói chuyện ấy, bạn để ý xem, nó cũng không được tự nhiên, nó cũng không được vỗ vã như ngày xưa nữa ấy. Và đặc biệt đó là rất nhại nhìn thẳng vào mắt bạn khi nói chuyện, thì nó có một khả năng rất cao rằng là bạn ấy đã bắt đầu thích bạn rồi, và bạn ấy cũng kiểu dần dần nhận ra được cái tình cảm đấy rồi ấy. Mình nghĩ ấy, thì đây cũng là một cái dấu hiệu khá là rõ ràng, và đôi khi thì chúng ta kiểu tinh tế một chút là chúng ta cũng có thể nhận ra được dấu hiệu này ấy. Rồi bây giờ sẽ là dấu hiệu thứ hai, đó là nhớ tất cả những cái điều mà bạn nói, vì là họ thích bạn và đang trong cái vai là người bạn bè của bạn mà, nên là họ sẽ muốn quan tâm bạn kể cả những cái điều nhỏ nhặt nhất luôn ấy. Ví dụ như là bạn thích ăn đồ ngọt khi mà đang buồn chẳng hạn, thì họ sẽ nhớ điều đó, và mỗi khi bạn buồn thì họ sẽ xuất hiện với một đống kem chẳng hạn. Hoặc là chỉ đơn giản một lần nào đó bạn nói với họ rằng là bạn thích một cái ABC gì đó, và đến sinh nhật của bạn thì họ sẽ tặng cho bạn đúng cái món quà mà bạn đã từng nói là bạn thích. Đó, thường ấy thì bạn bé ấy thì đúng là nó cũng có quan tâm nhau, nó cũng, nhưng mà kiểu nó cũng không, sẽ không nhớ hết tất cả những gì bạn nói từ những cái điều nhỏ nhất đâu. Và bạn bè bình thường thì cũng sẽ chỉ quan tâm nhau ở một cái mức độ nhất định thôi. Nhưng nếu như bạn nhận ra rằng là cái người bạn của bạn đi kiểu, cái người bạn cùng giới với bạn ấy kiểu ấy, tự nhiên kiểu quan tâm bạn một cách chu đáo và nhớ hết tất cả những cái gì bạn nói, kể cả những từ cái thứ nhỏ nhất luôn ấy, thì có một khả năng rất cao rằng là cái người bạn đó đã thích bạn rồi đấy. Rồi chúng ta đến với dấu hiệu thứ ba của một người đồng giới thích bạn, đó là rất thích nhắn tin với bạn. Ừ thì mình công nhận là bạn bè thì đương nhiên thì ai chả thích kiểu nhắn tin nói chuyện với nhau đúng không? Giống kiểu tụi con gái thì hay kiểu có cái vụ gì thì cũng nhắn tin, ê gửi cho mấy cái này này, phốt này rồi chuyện nọ chuyện kia rồi nhắn tin với nhau ấy. Xong rồi sẽ gửi cho nhau cả chục cái voice chat rồi là cáp ảnh màn hình để buôn chuyện nữa cơ. Nhưng nếu như nó là cái kiểu mà nhắn tin cho bạn xong kiểu toàn nói mấy cái chuyện linh tinh vu vơ rồi ơi đất hỡi vô thưởng vô phạt ấy, kiểu mấy câu chuyện mà nói cũng được không nói cũng được. Và một điều quan trọng là nhắn tin với bạn thường xuyên, nhắn tin với bạn mỗi ngày mỗi đêm luôn. Nếu mà bạn bè bình thường ấy, bạn bè bình thường nhá, thì thực ra cũng không có rảnh để nhắn tin với nhau những cái chuyện linh tinh nó nhiều đến thế, những cái chuyện kiểu không có gì quan trọng nhiều đến thế luôn ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì người thích bạn thì đương nhiên họ lại khác rồi, họ luôn luôn thích nói chuyện với bạn, họ luôn luôn thích có mọi cơ hội, có cơ hội là sẽ được nói chuyện với bạn này, được nghe bạn tâm sự và được tâm sự với bạn nữa. Tuy nhiên có thể rằng là khi mà gặp ngoài đời thì khá là ngại ngùng kiểu không biết nói gì, nhưng mà khi về nhà, khi có thể chat với nhau qua mạng thì lại có nhiều cái để nói hơn, thì đây cũng sẽ là một cái dấu hiệu mà các bạn cần phải lưu ý nhá. Rồi dấu hiệu thứ tư, đó là rất quan tâm đến những mối quan hệ tình cảm của bạn. Cái này thì nó rõ quá mà. Những cái người bạn bè bình thường ấy thì thực ra họ cũng chẳng bao giờ hỏi quá kỹ hay là quan tâm quá kỹ về cái đối tượng mà bạn thích, hay là về mẫu người lý tưởng của bạn đâu, hay là về cái chuyện bạn và người bạn thích ấy, tiến triển đến đâu rồi ấy. Nhưng khi mà một người bạn thích bạn thì đương nhiên là họ sẽ muốn biết những điều này, muốn biết về cảm xúc của bạn, muốn biết rằng là bạn có thích người kia không, muốn biết cái cảm xúc của bạn với những cái đối tượng theo đuổi bạn là như thế nào. Và đương nhiên rồi họ đang thăm dò để xem rằng là liệu là họ có cơ hội không ấy. Vậy nên là nếu như một ngày đẹp trời mà bạn cảm thấy rằng là ở cái con bạn hay là thằng bạn của mình
ở cùng giới nó kiểu cứ như thế, thì đấy cũng là một cái dấu hiệu với khả năng là có thể là cái người đó thích bạn rồi đó. Nhưng mà đương nhiên mình cũng biết rằng là với những cái tình cảm đồng giới thì đôi khi người ta cũng rất là khó để có thể nói ra và cũng rất là khó để thể hiện tình cảm của mình ấy. Thì chúng mình có thể chú ý một chút để có thể biết được tình cảm của họ. Rồi dấu hiệu thứ 5 đó là họ luôn luôn nhìn bạn. Nói chung là thích bạn mà, nên là nhìn bạn là chuyện đương nhiên. Mình nghĩ rằng là giới tính nào cũng thế thôi. Như kiểu mình, nếu mà mình mà thích ai đấy, mình kiểu sẽ luôn luôn hướng mắt về phía họ ấy, luôn luôn nhìn họ rất là nhiều ấy. Hoặc là trong giờ học thì kiểu giả vờ làm rơi bút thôi, chỉ để nhìn crush một cái ấy. Và nếu bạn nhận ra rằng là lúc nào khi mà bạn lướt qua, nhìn đi đâu đấy thì cũng kiểu bắt gặp ánh mắt của họ đang nhìn bạn một cách rất thường xuyên, mà nó không phải là cái ánh mắt bình thường, cũng không phải là cái ánh mắt kiểu ghét thù hằn đâu, mà nó là một cái ánh mắt khó nói lắm, nhưng nếu mà bạn nhìn chắc chắn bạn sẽ nhận ra đó là một cái ánh mắt kiểu chan chứa tình cảm ấy. Một cái ánh mắt của những cái kẻ mà đang thích hay là đang yêu một ai đó ấy. Hoặc là đôi khi hai bạn eye contact với nhau và bạn cảm nhận được rằng là cái ánh mắt của họ như là đang muốn nói với bạn một cái điều gì đó ấy. Thì thôi khỏi phải bàn rồi, bạn cũng cảm nhận được điều này đúng không? Bạn này bình thường chẳng ai nhìn nhau như thế cả. Chắc là bạn cũng biết được rằng là họ thích bạn chứ. Rồi dấu hiệu thứ 6 đó là bạn hãy tưởng tượng họ là một người khác giới đi. Mình nghĩ cuối cùng thì cái này là hay nhất này. Cách này thì cực kỳ đơn giản luôn ấy, để bạn có thể nhận ra được tình cảm của họ. Đây nhá, đơn giản là bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu như người đó là người khác giới với tất cả những cái hành động như vậy, với tất cả những cái cảm xúc như vậy dành cho bạn, thì liệu họ có phải là một người thích bạn không? Và nếu câu trả lời là có thì đương nhiên rồi, bạn đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không? Tại vì mình thề là thật ra ấy, là trong lòng bạn và trong lòng người kia chắc chắn là đã có một cái cảm nhận gì đó khác khác rồi. Tuy nhiên vì là hai người là người đồng giới mà, nên là kiểu đôi khi bạn không thể chắc chắn được về cái tình cảm ấy. Và đôi khi thì bạn nghĩ rằng là có thể là bạn bè thân nhau thôi chứ không phải sự thật đâu. Đây nha, mình ví dụ nha, ví dụ bạn là con gái đi và con bạn của bạn nó tặng sô-cô-la cho bạn trong dịp Valentine chẳng hạn, thì kiểu bạn cũng có thể nghĩ rằng là chắc là nó đùa thôi. Ừ đấy, kiểu đấy. Nhưng bạn thử tưởng tượng xem, nếu như là một chàng trai tặng sô-cô-la của bạn cho bạn trong ngày Valentine thì đương nhiên bạn sẽ nghĩ rằng là cái người đó thích bạn chứ đúng không? Có thể bạn nhìn vẻ ngoài của họ kiểu chẳng có gì là cong cả, cảm giác rất là xì chây đúng không? Nhưng mà mình nghĩ rằng là ấy, vẻ bề ngoài thì thực ra đôi khi nó cũng chẳng quyết định cái điều gì cả. Mà chính bạn hãy tự cảm nhận cái tình cảm của họ, cái ánh mắt của họ và cái sự quan tâm của họ dành cho bạn là bạn sẽ nhận ra thôi. Và với những cái dấu hiệu ngày hôm nay mình nói với bạn nữa thì mình tin chắc chắn rằng là bạn có thể nhận ra được tình cảm của họ dành cho bạn, tình cảm của một người bạn đồng giới chẳng hạn. Ok, sơ sơ vậy thôi, nhưng mà mình tin rằng là khi mà đã theo dõi hết video đến tận cuối này thì chắc chắn rằng là trong lòng bạn cũng đã có câu trả lời cho mình rồi. Bạn cũng đã nghĩ đến một người nào đó mà bạn thích, hoặc là một người nào đó mà bạn nghĩ rằng là họ đang thích thầm bạn chẳng hạn. Và dù là gì thì bạn hãy xem video ngày hôm nay như một cái điều gì đó để tham khảo nhá. Và điều bạn cần làm đó là hai người có thể nói chuyện thẳng thắn và trực tiếp với nhau. Và sẽ thật tốt nếu như cả hai người có tình cảm với nhau, hoặc nếu như bạn không có tình cảm với họ. Thì mình tin rằng là chúng ta yêu quý nhau và làm bạn với nhau vì con người chứ không phải vì giới tính đúng không? Nên mong rằng là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm bạn và chấp nhận con người thật của nhau. Ok, như vậy là ngày hôm nay video đến đây là hết rồi. Cuối cùng thì mình hy vọng rằng video này sẽ có thể giúp được cho các bạn một phần nào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.